Mình sang cái chương số 3, chương liên kết hóa học. Chương số 3, chương liên kết hóa học. Chương này mục tiêu của thầy là hướng dẫn cho chúng ta hiểu thôi. Và mình xác định được các cái liên kết nha. Thì ở trong cái chương này thì bài đầu tiên là bài số 1 là về quy tắc ốc tép. Gọi là quy tắc ốc tép thôi chứ thực ra thì các thầy cô các em có thể gọi nó là quy tắc bát tử. Nó chỉ là cái tên thôi. Được chưa? Quy tắc ốc tép, quy tắc bát tử. Thì nội dung một là mà nội dung quy tắc octet thì quy tắc octet nó được phát biểu như sau ạ, đó là tất cả trong phản ứng hóa học thì các nguyên tử trong phản ứng hóa học thì các nguyên tử của các nguyên tố thì luôn có xu hướng hình thành lớp vỏ, hình thành lớp vỏ bền vững, hình thành lớp vỏ bền vững của khí hiếm gần nó nhất, của khí hiếm gần nó nhất nha. Đấy. Trong phản ứng học thì các nguyên tử luôn luôn có xu hướng hình thành lớp vỏ bền vững của nguyên tử khí hiếm gần nó nhất. Cái quy tắc này nó được đưa ra bởi Lewis nhá, hay còn được gọi là quy tắc Lewis để lý giải xu hướng các nguyên tử trở nên bền vững hơn trong phản ứng học nhá. Thế lý do tại sao các bọn nguyên tử khí hiếm nó lại bền vững hơn ở bên trong các phản ứng học thì là bởi vì là cái bọn nguyên tử khí hiếm ấy là nó có cấu hình e lúc ngoài cùng đã bão hòa. Ví dụ thằng heli thì đã bão hòa là 2e, thằng còn lại các anh khí hiếm còn lại là 8e, nó đã bão hòa rồi thì nó rất là khó nhường và khó nhận electron nhá. Vì vậy nên là các nguyên tử nó sẽ có xu hướng là nhường hoặc nhận e để nó trở thành cấu hình bền của khí hiếm và nó sẽ liên kết thành thằng khí hiếm, được chưa? Thế thì ở đây mình sẽ có suy ra là trong quá trình hình thành liên kết hóa học thì các nguyên tử có xu hướng nhường hoặc nhận hoặc góp chung electron để đạt được cấu hình của bền vững, bền vững của khí hiếm gần nó nhất. Thường là 8e. 8e lớp ngoài cùng. Mà ngoặc đơn trừ anh heli là 2e lớp ngoài cùng. Nhá, trừ anh heli 2e lớp ngoài cùng. Ok chưa? Nó rất là dễ rồi. Nhá. Thế đấy, ví dụ. Nhanh oxygen Z bằng 8. Cấu hình E là 1S2, 2S2, 2P4. Đúng không? Thì số E lớp ngoài cùng của nó đang là 6. Đúng không? Số E lớp ngoài cùng là 6. Thế để đạt được cấu hình của khí hiếm thì thằng oxy nó sẽ có hai cái xu hướng. Để đạt được cấu hình
giống với khí hiếm thì nó cũng phải có hai xu hướng, hoặc là vứt đi 6 e, hoặc là chỉ cần nhận thêm 2 e, vứt đi 6 e thì còn 1s2 đúng không, cấu hình của e của khí hiếm, còn nhận thêm e thì nó sẽ được là 2s2 hay p6 cũng là của khí hiếm. Thế giờ theo em nghĩ là vứt đi 6 e với nhận lại 2 e cái nào dễ hơn đúng không, thì chắc chắn là nhận thêm 2 e nó sẽ dễ hơn đúng không. Đấy, vì vậy nó sẽ ưu tiên cái nhận thêm 2 e, cái này sẽ khó khăn hơn. Còn cái này nó sẽ dễ dàng hơn. Được chưa? Thì khi mà nhận thêm 2e thì nó sẽ đạt được cái cấu hình e là 1s2 2s2 2p6, cấu hình của khí hiếm neon gần nó hơn. Nhá. Đấy là ví dụ về oxygen và các anh khác thì cũng tương tự. Chính vì vậy nên thầy sẽ có cái chú ý là suy ra với các phi kim thì thường có 5, 6 hoặc 7 electron lớp ngoài cùng. Chính vì vậy nên nó sẽ có xu hướng là nhận thêm electron. Nhận thêm electron. Được chưa? Nhận thêm electron. Ví dụ như có 5E thì sẽ nhận thêm 3. Có 6E thì sẽ nhận thêm 2 để được 8. Đúng không? Có 7E thì nhận thêm 1. Để đạt được cấu hình của khí hiếm. Đấy. Thì đấy là cái xu hướng của những anh phi kim. Thế thì tương tự như vậy thì với bọn kim loại thì sao? Đấy, với bọn kim loại thì sao? Thì thầy lấy ví dụ anh kim loại là anh potassium. Kim loại potassium. Z bằng 19. Thì cấu hình E của nó sẽ là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1. Thì mình sẽ có là số E lớp ngoài cùng của anh potassium là 1E. Và để đạt được cấu hình giống khí hiếm thì anh potassium của chúng ta cũng sẽ có hai cái khả năng. Khả năng thứ nhất là nhường đi 1E. Nếu nó nhường đi 1E thì chúng ta nhìn đây, đây nhường đi 1E này. Thì có phải là mình đạt được cấu hình của khí hiếm không? Là 3S2 3P6 không? Các em nhìn thấy chưa? Đấy. Đấy là nếu mà nhường đi 1E. Thế còn nếu mà nhận nhận thì đây là bên ngoài chỉ có 1E thôi, vì mình nhận đến 7E. Đúng không? Vậy rõ ràng mình nhìn thấy là cái việc mà nhường cái 1E nó sẽ dễ dàng hơn so với việc nhận thêm 1E. Còn việc nhận đến 7E nó sẽ khó khăn hơn. Chưa kể về số lượng E nhận nó đã nhiều hơn rồi. Vậy khi mà nhường 1E mình sẽ được cấu hình là 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, đúng là cấu hình của khí hiếm gần nó nhất. Ok không ạ? Thế thì từ đó thì mình sẽ suy ra cái chú ý là các anh kim loại thì thường có 1, 2, 3 e lớp ngoài cùng. Dẫn đến với những anh mà có 1, 2, 3 e lớp ngoài cùng thì xu hướng của nó sẽ là nhường đi 1, 2 hoặc 3 e. Được chưa? Đấy, thì đấy là nội dung của cái bài về ốc tét. Nó rất đơn giản. Thì thầy cũng muốn có cái bài tập về nhà cho các em. Là viết cấu hình E và phân tích
đánh giá khả năng nhường hoặc nhận e của các nguyên tố sau. A nhỏ lithium Z bằng 3, B nhỏ canxi Z bằng 20, C nhỏ sodium Z bằng 11, D nhỏ alumi Z bằng 13, E nhỏ brom Z bằng 35, F nhỏ sunfua Z 16, G nhỏ nitrogen Z bằng 7, F nhỏ phosphor Z 15. Đấy, xương xương tám anh rồi. Đây là nội dung bài tập về nhà của chúng ta. Buổi học hôm nay chúng ta thì xin phép kết thúc tại đây. Các em nhớ làm bài tập về nhà và